Nào bây giờ này chúng ta sửa nhé. Bây giờ sửa câu nào đây? Một trong đề số 5, bây giờ sửa câu nào? Đề số gì nhé? Đề số mấy đây? Hôm nay là đề số mấy? 5 đúng không? Bây giờ sửa câu nào trước? Hình nhá. Vậy thì sửa câu hình trước. Ok. Hình trước nha. Rồi bây giờ để cho như sau này. Cho tam giác ABC nhỏ, AB nhỏ, AC nội tiếp được tròn tâm O. Ba đường cao cắt nhau tại H, TAD cắt O tại K. Tiếp tuyến tại C của O cắt đường thẳng FD tại M. Câu A là chứng minh tam giác nội tiếp, câu B là chứng minh đẳng thức, câu C là chứng minh tam giác cân, câu D là chứng minh hai góc bằng nhau kết hợp với thẳng hàng. Bấm này đã, bấm này à. Mục tiêu của tôi này đó là chứng minh cái tam giác hải cân. Tam giác CMD là cân đó. Vậy để chứng minh tam giác cân nhé, đây là dạng chứng minh tam giác cân đúng không? Vậy nếu mà dạng chứng minh tam giác cân em phải lưu ý một điều này này, đó là mình sử dụng kỹ thuật nào, đó là lúc nào mình phải nhớ là chọn, có ba cách để chọn đúng không? Đó là nhưng mà mình chọn cách nào mà liên quan đến góc của đường tròn mình chọn đúng không? Vậy để chứng minh tam giác cân mình chọn chứng minh hai góc bằng nhau đấy. Bây giờ chúng ta sẽ chọn chứng minh góc đây này, góc D này bằng góc C này, tức là mình sẽ chứng minh góc MDC bằng góc MC gì? CD. Vậy là chứng minh hai góc này bằng nhau chắc chắn ngon rồi, đi cầu. Cái chiều đi đi cầu này là không bao giờ thoát được đúng không? Mà muốn đi cầu được thì nói nghe này, thứ tự đi cầu. Để tìm được cầu là phải luôn ưu tiên số 1, hệ quả các loại góc. Số 2, tính chất của tứ giác nội tiếp. Số 3 là góc đã học. Nhưng để làm sao em tìm được cầu em phải nhìn cái góc á, nhìn một trong hai góc này này, em thấy không này này. Đây. Em phải nhìn một trong hai cái góc này em đoán nó rơi vào góc gì đường tròn đây. Thầy lấy ví dụ như nhìn góc C, góc này là góc gì của đường tròn, nhìn vô hình thấy được góc C là góc gì của đường tròn. Góc C thì sao lại góc nội tiếp được? MC à, DMC là góc gì của đường tròn thế này, góc tạo bởi tuyến tuyến và dây gì? Vậy thì em nhớ là nó rơi vào một trong loại góc này chắc chắn đi cầu, có hệ quả là khả năng thành công đúng không? Vậy thì nó chắn cùng nào, nó chắn cung BC, có phải cái góc này nó bằng luôn góc nào, góc nào nội tiếp cũng chắn cung BC, có phải thấy không? Đây là góc gì đây? Góc A đúng không? Góc A lớn thế này, góc A trong cái hình này em nhìn thấy không? Có phải nó còn là nó nội tiếp chắn cung BC không? Ok chưa? Vậy thì ngon quá rồi, vậy thì đi cầu thằng đó đóng vai trò là cầu. Vậy thì kiếm được cầu rồi, tức là MDC mình sẽ cho nó bằng cái góc, là góc nào đây, bằng góc gì? Góc BA gì, AC. Và góc BAC mình chỉ cần cho nó bằng góc M gì đây, MCD, gọi là đi cầu. Tức là chiến thuật đi cầu, tức là mình tìm một góc để kết nối được hai góc này lại với nhau, gọi là đi cầu. Em thế này nhờ đi cầu, nhưng mà em hiểu này, đối với những thầy ấy, ví dụ thầy giải quyết bài toán này rồi thì thầy mình khỏi cần biết là đi cầu trong chiến thuật gì, mà gọi là giống như thuộc bài luôn đó, nó gọi là thuộc bài. Còn đối với bọn em phải nghĩ xem con đường đi cầu xong nhìn thấy nó nhanh, nó là dùng hệ quả, nhìn phát là phát hiện được nghiền thằng này dính cái góc đường tròn là ngon ngay đúng không? Bây giờ thằng này gọi là hệ quả nhá, hệ quả. Còn bây giờ cái thằng này mình cần giải thích này, em thấy này, em phát hiện này, cái góc D này bữa thầy nói bọn em kinh nghiệm xử lý rồi. Thứ nhất, cái góc D này góc mất dạy, cái góc này là cái góc lúc nào cũng làm cho chúng ta làm sao không làm được bài đúng không, không đi cầu được. Thì thứ nhất nó sẽ rơi vào góc của tứ giác nội tiếp, chân lý đầu tiên. Chân lý thứ hai, nó không rơi vào góc của nội tiếp thì nó phải rơi vào như vậy này, góc của tam giác đồng dạng, góc đó kề bù với một góc nào đó, có thể phụ với góc nào đó để mình đẩy về cái góc của đường tròn, thì được không? Và em phát hiện ra tứ giác của nội tiếp, em có phát hiện ra tứ giác của nội tiếp không? Đây, còn em phát hiện ra một tứ giác nội tiếp này. Đấy, tứ giác hôm nay ở câu A, em có nhìn câu A này, AF D gì đây, DC, tứ giác này đã nội tiếp chưa? Ôi ngon quá, tứ giác này đã nội tiếp thì hiển nhiên góc ngoài có đối trong không? Hiển nhiên là hai thằng này bằng nhau, lý do là gì? Tứ giác còn nội tiếp, tứ giác nội tiếp đây, tứ giác AFDC nội gì, nội tiếp. Kết thúc bài toán chưa? Vậy thì ở đây đi cầu có một lần duy nhất thôi là thành công bài toán liền. Nhưng mà tại sao nãy giờ bọn em phải tự trình bày các bước làm như sau này? Bây giờ bước một là em chứng minh cho thầy cái góc, cái góc này góc BAC bằng cái góc
D C màu đó. Bước 2, em chứng minh cho thầy cái góc B A C bằng góc M D C đó. Bước 3, này em chứng minh cho thầy cái góc M D C bằng cái góc M C D. Ok chưa? Để em suy ra được điều phải chứng minh. Đây là ba bước. Câu D này, MD. Cái đường thẳng MD á, MD đâu? MD này nó cắt cái thằng BI đại N. Rồi bây giờ chứng minh góc sau. Hả? Em nhìn nè. Chứng minh góc NDI. Giờ NDI mình định vị góc đi. N D I nào, cái góc này nhỏ xíu luôn, rất nhỏ, cho nó có bự đây một xíu nào, không 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 phiên, nó không thể bự hơn được em. Rồi bây giờ mục tiêu bằng cái góc K A I, ok rồi định vị góc nha. Rồi tức là bây giờ mục tiêu của tôi này là chứng minh góc I này, mình đặt I1 nhé, à góc D này. D1 nhé, bằng cái góc A1. Đây. Mục tiêu của tôi này, A1 bằng D1. Rồi, lại ngon quá. Đây vẫn là dạng chứng minh hai góc bằng nhau đúng không? Quá ngon, chắc chắn chưa chiêu gì rồi. Tiếp tục đi cầu. Đúng không? Mà muốn đi cầu được phải phát hiện cầu đấy. Rồi, con này. Rồi, mình nhắc lại nha, muốn đi cầu được mình phải phát hiện cái chân lý sau này, cứ phát hiện xem một một góc nào một nơi một góc của đường tròn là đi cầu có hệ quả liền. Em hiểu không? Nó không rơi vào góc của đường tròn là kiểu gì cũng rơi vào góc của tứ giác nội tiếp. Nhớ cho em. Rồi bây giờ mình đoán này, góc A1 là góc gì của đường tròn? Góc gì? Góc nội tiếp đúng không? Ngon. Góc nội tiếp này chắn không nào? Chắn không KD đúng không? Vậy là góc nội tiếp. Đấy, chắn không KD. Vậy thì chẳng góc nào cũng có. Đây, A1 là góc nội tiếp chắn không K gì? KI. KI đúng không? Vậy thì một cái góc nội tiếp khác cũng chắn không KI là góc nào đây? IC đúng không? Chẳng hạn như vậy, đó là một cách đúng không em? Ok chưa? Nhưng mà em phải hiểu như vậy này, không phải lúc nào thế cái đi cầu đó cũng thành công. Hình dung được không? Không phải lúc nào mình cũng đi cầu thành công được đâu. Tại vì ấy, em nhớ lý do như vậy. Tại vì đi cầu đó thành công, nhưng mà em hiểu một cách đi cầu thành công thì nhờ này, thầy sẽ nhẩm thử nha. Vậy A1 sẽ bằng luôn cái góc C1 ở đây. Góc C1 ở đây. Đúng không? Góc C1 ở đây cùng chắn cùng KI. Nhưng C1 thì nếu mà bằng D1 thì hiển nhiên cái ba điểm này phải thẳng hàng mới được này. Hiển nhiên cái tứ giác D N I C này nó phải nội tiếp thì mới làm được. Đúng không? Rất là khó. Và đi em nhớ, bây giờ chúng ta không xài cách này nữa mà mình đẩy về một cách mới. Đó là chứng minh hai tam giác đồng dạng để chúng ta mới làm sao? Chứng minh hai tam giác đồng dạng để làm gì? Để suy ra được hai cặp góc đó bằng nhau. Bây giờ em đoán này. Đấy chính là một mô hình mà thầy hay dạy, mà gì mô hình vô danh. Em nhìn mô hình vô danh đi, mô hình vô danh này, cái tam giác MDI đó là tam giác nhỏ, rồi tam giác lớn là tam giác MD gì, DA đó. Đây là mô hình vô danh đấy. Em thấy này, nếu đối với mô hình vô danh á, các bạn thấy này, đây. Mô hình vô danh á, mở mô hình vô danh ra. Mô hình này rất quan trọng nhé, trong ta giúp ta đi cầu và nhìn được cái mô hình vô danh này này. Đây em nhìn mô hình vô danh nhé. Nếu em có AB bình, nó giống như công thức hệ thức lượng á, AB bình bằng BD nhân với DC, thì nếu có góc D1 bằng góc A1 này rồi thì ta muốn chứng minh hai tam giác là đồng dạng được góc góc. Còn nếu ngược lại em có cái đẳng thức này, em sẽ chứng minh được hai tam giác là đồng dạng là cạnh góc cạnh. Bây giờ em phát hiện nó vô danh thì lý do như vậy này. Cái thằng góc M chung góc D1 bằng góc A1 đã cần chứng minh đúng không? Vậy ta chỉ cần chứng minh hai tam giác đó đồng dạng trong trường hợp gì thôi, cạnh góc cạnh là nó ra kết quả liền. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh gì đây? Ta sẽ chứng minh này, tam giác MDI đồng dạng với tam giác gì? M gì đây? MDI thì nó sẽ đồng dạng với tam giác MA gì? AD. Đúng không? Theo trường hợp cạnh góc cạnh, bây giờ cạnh góc cạnh chiến thuật rồi, góc gì chung? Góc M là góc chung. Ngoài góc M chung ra thì em thấy điều này gì nữa? Góc M chung rồi, tỉ số thôi, MD trên gì?
MA bằng gì? Rồi M không được, MI trên gì? MD. Tại chúng ta phải biết từ cái đỉnh bằng nhau đi ra, đó gọi là nhìn tỷ lệ con góc. Vậy tức là MD bình bằng gì? MA nhân M gì? MI. Và MD bình bằng MA nhân MI. Thì cái đẳng thức này không muốn thì nói một em này, cái đẳng thức này nó muốn có được nhờ ở những cái câu mà đã chứng minh sẵn rồi, hai là nhờ chiến thuật đi cầu quan hệ thức lượng hoặc là bắc cầu. Và em thấy MD bình bằng luôn M gì? MC bình. Và MC bình thì nó bằng gì rồi các em? MA nhân M gì rồi? MI. Chứng minh trên chưa? Rồi chứng minh trên rồi đúng không? Vậy chúng ta có kết quả bài toán chưa? Rồi vậy là chúng ta hoàn thành. Bây giờ các bước làm bài toán này này. Bước 1. Bước 1 nhé, em chứng minh cho thầy MD bằng M gì? MC. Bước 2, em chứng minh cho thầy MD bình phương bằng gì đây? MA nhân M gì? MI. Bước thứ ba, em chứng minh cho thầy tam giác là đồng dạng, tam giác MDI đồng dạng với tam giác MAI AD. Rồi con ngồi trong này đi. Đây. Rồi từ đó em suy ra được góc A1 bằng góc gì đây? D gì? D1. Ok chưa? Đó hết. Rồi một trong kỹ thuật chứng minh thẳng hàng xài nhiều nhất đó là kỹ thuật dùng hai thi trùng nhau. Bây giờ này. Bây giờ nhé. Em nhớ đây này, đây là C1, đây là A1, đây là Y1. Rồi một trong kỹ thuật chứng minh hai điểm phương pháp thẳng hàng, tức là em để chứng minh KNC thẳng hàng, thì một trong kỹ thuật đó là chứng minh hai tia trùng nhau thẳng hàng, tức là như vậy. Tức là em thấy này, muốn chứng minh K này thẳng hàng thì làm như sau này, tôi chỉ cần chứng minh cái góc ICN bằng góc ICK, tức là em hiểu như vậy, tức là cái góc ICN là tạo bởi đỉnh là C đúng không? Rồi hai cạnh là IC và IN, cái góc ICK thì cạnh chung của nó cũng là IC đúng không? Còn cạnh kia là IK, vậy thì hai góc này chung nhau đỉnh C cùng số đo thì bắt buộc ba điểm ICNK này phải thẳng hàng. Đúng chưa? Về hai cạnh nó phải bắt buộc phải thẳng hàng, đây là một chiêu. Vậy này đưa về hai góc bằng nhau lại đi cầu. Đúng không? Lại đi cầu tiếp. Đó, và bây giờ mình sẽ đi cầu này. Tức là em thấy này, góc C1 á, góc ICK tức là góc C1. Em thấy này, góc ICK thì bằng góc nào các em? Bằng góc gì rồi? Góc A gì? A1. Và đây thì gọi là hệ quả góc nội tiếp. Đúng không? Và bây giờ em chỉ cần chứng minh góc ICN bằng với góc A1 thôi. Mà em thấy ở cái câu ý đầu tiên của cái câu này nó dẫn đường chúng ta rồi. ICN thì nó lại bằng cái góc đây gì? D1. Mà bây giờ mình ép cho D1 bằng cái góc A gì là xong? A1, đúng không? Thì mình do là cái câu C nó gợi ý cho mình này, ý đầu này. Vậy A1 bằng D1 là chứng minh trên rồi. Bây giờ mình chỉ cần chứng minh hai cái này là bằng nhau thôi. Mà chứng minh hai cái này bằng nhau nhé, em để ý là chúng ta chỉ cần chứng minh tứ giác sau nội tiếp, tứ giác D N I C nội gì nội tiếp là kết thúc bài toán đấy, là xong đúng không? Bây giờ mình sẽ đưa quy trình nào vào bài này này. Bước 1 này, bước 1 em sẽ chứng minh cho thầy tứ giác nào nội tiếp D gì đây? D N I C nội gì nội tiếp. Nội tiếp để em suy ra được cái gì? Để em suy ra được D1 bằng góc gì đây? C gì? Không phải D1 bằng C1 mà D1 bằng góc NC. NC gì? CI. Còn C1 là cả cái góc này luôn em nhé. Rồi bước 2. Bước 2 em chứng minh cho thầy này, cái góc A1 bằng góc gì đây? KC gì? CI. Hệ quả rồi đúng không? Ok không? Và từ đó em suy ra được cái góc KC. Bước 3 nhé. Bước 3 em chứng minh cho thầy góc KCI bằng góc NCI. Vậy cái khó khăn nhất ở đây là chứng minh tứ giác này nội gì? Nội tiếp. Đó, bây giờ chứng minh tứ giác nội tiếp. Bây giờ em thấy dùng này. Chúng ta xử lý làm sao cho tứ giác đó là nội tiếp. Ok chưa? Rất là dễ.
Rồi. Chứng minh tứ giác này nội tiếp nha, xem cách. Tứ giác D N thì này nội tiếp. Ok, cách nào? D chứng minh góc D C Y rồi ok bằng góc gì rồi ok đâu rồi bằng đâu sao lại góc góc nào đối với góc nào à, xem nhé cái câu này nhìn quen quen rồi chắc chắn là chơi thẳng thức anh nhớ em có nhớ được này thức này a bình cộng b bình bằng a cộng b tất cả gì bình trừ hai lần ab hoặc này nó bằng này a trừ b tất cả bình cộng hai lần gì ab và bây giờ đầu tiên bước một điều kiện cho phương trình điều kiện x khác âm một tại vì mẫu các không sau khi điều kiện xong em chuyển sang một vế này x bình cộng với x bình trên bao nhiêu x cộng một tất cả gì bình trừ 15 bằng không và em đoán nó thầy này đâu là a là gì x bình không phải a là x b là bao nhiêu x phần x cộng gì cộng một rồi em chơi hằng thức đáng nhớ vào đây là ngon ngay rồi chơi hằng thức đáng nhớ vào cái này nó sẽ chuyển về a trừ b tất cả bình nhá vậy là bao nhiêu x trừ x trên x cộng gì cộng một tất cả bình phương rồi cộng hai lần x nhân bao nhiêu x trên x cộng gì ok rồi trừ 10 gì 15 bằng không. À, bây giờ mình thu gọn trên này mình quy đồng nhé x nhân x bình phải là cái này còn x bình này trên x cộng 1 này tất cả mũ mấy mũ 2 rồi cộng 2 lần x bình phương trên bao nhiêu x cộng 1 trừ 15 rồi ngon chưa à, kỹ thuật số bảng thức đáng nhớ đó nhìn nào rồi đến đây thì đặt tên còn gì là xong x bình trên x cộng gì cộng 1 là kết thúc đúng không ok chưa đó đó chính là bài toán.